trước tiên cho tôi chào cộng đồng mạng và khán giả bên mấy kênh của bé cháu ở nhà của Hồng Loan, kênh của Hà Vinh rồi á. Cho tôi gửi lời tới ông Hai Bàn Thờ ha. Ông Hai Bàn Thờ, ông bảo ông giữ chưa anh Hai? Hai giữ chưa anh Hai? Nhờ không có anh Hai bảo vệ con Hồng Loan á, mà con Hồng Loan nó như vậy đó anh Hai. Nếu như mà anh Hai mà bảo vệ con Hồng Loan cái nữa là Hồng Loan nó te tua rồi, nó lên bờ xuống ruộng rồi ha. Nhờ anh Hai không bảo vệ nó đó, mà giờ anh Hai thấy cái nó là một con người không có biết ca hát gì hết ha, mà bây giờ anh Hai thấy nó như vậy, anh Hai có hối hận không anh Hai? Anh Hai là một người nghệ sĩ ưu tú rồi, bây giờ thành u tối luôn rồi ha. Anh Hai, cho tôi hỏi anh Hai trả lời cho anh Hai, anh bảo vệ con Hồng Loan tới đâu rồi anh Hai hả? Anh Hai có mắc cỡ không vậy anh Hai? Anh Hai đối diện với con Hồng Loan, anh Hai có mắc cỡ không vậy anh Hai Bàn Thờ hả? Anh Hai Bàn Thờ kia, anh đối xử với em út mình như vậy á, có đúng là một người anh chưa anh Hai hả? Anh Hai có coi cái clip của cái MV của con Hồng Loan chưa anh Hai hả? Anh Hai cho tôi hỏi coi, cái MV của cô Hồng Loan mới có mười mấy tiếng đồng hồ à, mà biết bao nhiêu khán giả lên đăng ký hả anh Hai? Bây giờ con Hồng Loan nó đứng top Thuận Hành là 11, 12 gì rồi đó anh Hai. Anh Hai là một người nghệ sĩ, anh Hai là một người ưu tú, mà tại sao anh Hai không được bằng một cái gốc của em mình vậy anh Hai? Anh bảo vệ em mình được bao lâu rồi, bao nhiêu được bao nhiêu ngày rồi hả anh Hai kia? Nếu như anh Hai không phản em mình, giờ bây giờ anh Hai cũng được số lượng khán giả cũng rất là đông đó anh Hai, chứ không phải như bây giờ đó anh Hai. Anh Hai nhìn em mình đi anh Hai hả, tối ngày anh tranh giành anh ăn đó đó, anh cũng kêu BH đồ lại quay đồ này kia đó ha, mà cuối cùng bây giờ làm sao? BH ủng hộ cho em gái mình, cho cô Loan ha. Còn anh Hai chỉ biết kiếm tiền ăn đó, mà ăn ở trên xác của ba nuôi mình mới ghê chứ. Rồi xong còn chửi ngược lại em mình, ban đầu đi lên qua Duyên nói là anh Hai sẽ bảo vệ em, chăm lo cho em thay thế ba, tưởng sao được một thời gian ngắn thôi là bắt đầu là chửi em mình đồ con nuôi đồ này kia, có đúng không anh Hai? Tôi hỏi vậy có đúng không hả? Anh Hai trả lời đi, chứ có đâu mà bây giờ anh Hai như vậy. Anh Hai Bàn Thờ hả, bây giờ anh Hai thấy ông bé hả, là tất cả về cho đó. Anh Hai đi hát mấy chục năm, anh Hai có được bằng cái móng chân của con Hồng Loan chưa? Bởi nó cái gì cách gì của mình là của mình ha, cái nào không phải của mình thì đừng nên tranh, đừng có nên tranh nó mắc cỡ lắm ha. Anh Hai đừng có à, anh Hai Bàn Thờ giờ mắc cỡ quá anh đừng có mà nghĩ có người bảo vệ cho anh, có người ủng hộ cho anh ha. Cái của đó anh không có bọc tập, không phải là của cung, đừng nên ăn, ăn nó không có được trọn vẹn thôi anh Hai ha. Chứ đừng có mà ý mà được hát anh này kia, được nghệ sĩ ưu tú ha, nghệ sĩ ưu tú rồi làm có tác là một người nghệ sĩ ưu tú chưa, có giữ hình ảnh của một người nghệ sĩ chưa hả anh Hai? Giúp có Hồng Loan hát nghệ sĩ, nó con của ông cố nghệ sĩ thôi mà nó được như vậy.
bây giờ nó đứng thứ 11, 12 gì của Thượng Thành ở trên top ấy rồi. Anh Hai vậy, anh Hai có mắc cỡ không anh Hai? Vậy cũng xưng là anh Hai bảo vệ cho em. Anh Hai ở chỗ nào vậy anh Hai? Anh Hai nằm ở đâu vậy anh Hai? Đến nỗi em mình có được đồng tiền ha, mồ hôi sôi con mắt, cái gì cũng ấy luôn, thậm chí ha, nói muốn khô cổ họng, không có được cái gì hết. Trong khi đó định là nhờ anh Hai ha đồ giúp đỡ, anh Hai không giúp, mà anh Hai lên mà anh Hai còn tố ngược lại em mình hả? Có đúng không anh Hai hả? Anh Hai bắt tay với người này người kia hại mình có không anh Hai? Anh Hai bảo vệ giữ cho anh Hai đến ngày hôm nay đó, nhờ anh Hai bảo vệ em mà em mình mới được như vậy đó, nhờ anh Hai đó, nhờ anh Hai bảo vệ đó ha, nhờ anh Hai bảo vệ mà em mình nó được như vậy rồi nha. Cái clip này á ha, tôi nói như vậy đó, anh Hai xe xét là cái bản thân của mình đi Hai, bàn thờ kia mang tiếng là mình nghệ sĩ ưu tú mà bây giờ mình không có được cái gì hết ha, đi lên lãnh cái huy chương vàng hãnh diện lắm, tôi nói thẳng luôn cho Hai bàn thờ nghe nè. Biết làm sao mà người ta ấy không, bây giờ không lẽ Hai bàn thờ lên hát cái vở tuồng đó mà cái đóng vai ông đó người ta không cho cho Hai bàn thờ lãnh cái huy chương thì người ta cũng ấy, người ta suy đi nghĩ lại chữ thật lắm, người ta mới bắt buộc người ta nha, bản thân của mấy cái người đó nha, trao cái huy chương cho Hai bàn thờ. Người ta nghĩ Hai bàn thờ không có xứng đáng, nhưng mà ta phải trao thôi. Nếu như miễn mà không trao cho Hai bàn thờ thì sợ cái tên tuổi có một người anh hùng đó ha, thì không còn cái gì hết đó, mất danh dự hết, bắt buộc người ta phải trao cho anh Hai Hai bàn thờ. Nhưng mà cuối cùng về anh hai bàn thờ về anh Hai như thế nào, anh hai lãnh được cái huy chương đó, anh Hai có mà bản thân anh Hai có vui không anh Hai hả? Có bản thân anh Hai có vui vẻ không anh Hai, hay là bản thân anh Hai á nhục hả? Hả anh Hai, anh Hai làm như vậy có đúng chưa? Anh Hai đừng có ý là đây là lãnh được cái huy chương vàng nha, người ta đây hãnh diện giữ chưa anh Hai. Cái huy chương vàng đó người ta sợ, người ta không trao thì sợ cái người mà người cái anh hùng đó sợ mất uy tín đầu này kia, một người anh hùng đi giữ nước mà bây giờ không được cái huy chương nào trao cho một người nào xứng đáng đó. Bị gì á, Hai bàn thờ lên đăng ký là hát chở tuồng đó rồi, đăng ký cái đó rồi ha, người ta bốt bụng người ta phải làm như vậy đó. Chứ nếu như mà đổi ra người khác, Hai bàn thờ mà đóng cái vai nào mãi đi, là người ta cho Hai bàn thờ xuống cái dòng gửi giữ xe rồi, chứ không có được lên tới sân khấu mà đứng ca hát mà như vậy đâu. Bản thân của mình hát á thì quên lời, trật nhịp,